Các doanh nghiệp cho biết vào ngày 9 tháng 10 số vàng nhập khẩu sẽ về đến Việt Nam. Giới kinh doanh vàng cho biết sau khi nhận được giấy phép vào chiều ngày 7 tháng 10, một số doanh nghiệp đã chào bán vàng với số lượng lớn, lập tức giá vàng trong nước ngày hôm nay giảm khoảng 1 triệu đồng một lượng so với mức đỉnh của giá chiều qua. Một nguyên nhân khác cũng khiến giá vàng trong nước hôm nay giảm là do việc giảm giá của giá vàng thế giới ngày hôm qua. Tại thị trường New York đêm qua, giá vàng đã có sự điều chỉnh giảm mạnh do đồng đô la Mỹ phục hồi trước các ngoại tệ chủ chốt khác. Tại Việt Nam, giá đô la Mỹ thị trường tự do vẫn leo thang đều từ chiều qua tới sáng nay. Đầu giờ sáng, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội báo giá đô la Mỹ ở mức 19.850 đồng mua vào và 19.900 đồng bán ra, tăng 10 đồng và 20 đồng mỗi đô la Mỹ so với cuối giờ chiều qua. Thị trường vàng trong nước đã giảm theo xu hướng của thị trường vàng thế giới. Tuy nhiên, đây là xu hướng hay chỉ là diễn biến tạm thời của giá vàng thì chưa thể xác định. Quyết định cho nhập khẩu vàng của Ngân hàng Nhà nước liệu có ổn định được thị trường vàng trong nước hay chưa? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chia sẻ nhận định về thị trường vàng với chuyên gia Vũ Ngọc Tân ngay sau đây. Mời ông đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện với kênh Info TV Đài Truyền hình Việt Nam. Giá vàng thế giới ngày hôm qua đã có mức đi xuống. Vậy thì theo ông đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Thị trường vàng đã có những cái biến động rất mạnh trong thời gian qua. Thế thì kể từ khi mà vàng vượt cái ngưỡng 1250 qua cả 1300 thì thị trường vàng nó đã vào một cái xu hướng tăng giá rất là mạnh. Thế nhưng mà vì là sau một loạt các phiên tăng giá liên tiếp và đạt đến các cái đỉnh cao nhất của mọi thời đại thì cái việc chốt lời của đêm qua tương đối mạnh. Đấy, để giúp cho vàng có một cái sự điều chỉnh tạm thời. Đấy. Thì xu hướng chính của ngày hôm qua khi mà giảm giá đó là xu hướng chốt lời là chính thôi. Đấy. Còn ngoài ra thì nó còn được một cái số hỗ trợ khác giúp cho vàng giảm giá, đó là cái sự điều chỉnh của đồng Ơ hay là của đồng bảng Anh. Thì đã khiến cho cái vàng có cái sự điều chỉnh của đêm hôm qua. Sức khỏe của những cái cặp tiền nằm trong những cái thước đo và nằm trong những cái yếu tố điều chỉnh của đồng Ơ có thể đánh giá được cái xu hướng của vàng. Chính xác. Sức khỏe của các đồng tiền sẽ nó là thước đo của nền kinh tế của các quốc gia đó. Thế thì là đương nhiên nó sẽ gây ảnh hưởng đến giá của vàng. Để giá vàng có thể tiếp tục giảm giá thì điều quan trọng nhất rằng là các cặp tiền phải có sự tăng lãi suất. Và cái sự tăng lãi suất nó chỉ thể hiện khi mà nền kinh tế hồi phục. Đấy, nền kinh tế hồi phục tín hiệu khả quan. Thế nhưng tuy nhiên là trong cái bối cảnh hiện nay là khi mà có những cái lời đồn đoán trong việc chiến tranh tiền tệ, tức là việc hạ lãi suất là chủ yếu và việc tăng lãi suất là dường như rất khó xảy ra, thì vàng khó mà có thể tăng giá, bởi vì rất ít là quốc gia nào mà có thể hy sinh cái chuyện tăng trưởng kinh tế để tăng lãi suất hay này khác để giúp cho giá vàng giảm giá. Hiện nay tôi chưa tìm thấy cái tín hiệu nào từ các cặp tiền, ví dụ như là đồng đô la liệu có tăng lãi suất bây giờ không, hay đồng euro, đồng bảng Anh có tăng lãi suất không để tiếp tục đẩy giá vàng rất sâu, thì hiện nay tôi chưa thấy có tín hiệu. Thế tuy nhiên là khi mà vàng đã vượt 1300 thì đích tiếp theo của nó sẽ phải là, thứ nhất là nó sẽ có sự điều chỉnh, phải nói là phải có sự điều chỉnh đến 1300, có thể nó test được lại ngưỡng 1250 thì tốt. Đấy, bởi vì đó là cái tính logic. Thì cái ngưỡng tiếp theo của nó sẽ là 1500. Vàng trong nước cũng có mức tăng rất là lớn. Vậy thì khi mà giá vàng thế giới đã giảm rồi thì liệu rằng là giá vàng trong nước có đi theo xu hướng này không? Giá vàng của trong nước thì bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố. Ngoài chuyện chính sách thì còn bị chi phối bởi nhóm các cái nhà đầu cơ. Đấy. Thế thì là nhóm các đầu nhà đầu cơ thì ở thị trường nào cũng có. Thị trường chứng khoán có nhà đầu cơ của thị trường chứng khoán. Tiền tệ cũng có nhà đầu tư tiền tệ, và thị trường hàng hóa có các nhà đầu cơ hàng hóa. Thì tôi đánh giá rất cao, nếu không nói là có một cái sự nhanh nhẹn từ phía các nhà làm chính sách, là đã đưa ra được cái việc nhập vàng nhanh chóng để bình ổn thị trường. Tuy nhiên tôi muốn bổ sung một chút rằng là để mà giảm giá vàng trong nước phải có sự đồng bộ. Giá vàng không chỉ tăng về giá thế giới mà còn tăng theo tỷ giá của đồng đô la tại Việt Nam. Vậy thì chỉ cần bổ sung một chút
trong cái chính sách hiện nay đó là cho các doanh nghiệp nhập vàng gắn với chuyện là dự trữ ngoại hối của doanh nghiệp. Tức là khi ta cho một doanh nghiệp nhập vàng thì phải đảm bảo rằng dự trữ ngoại hối của cái doanh nghiệp ấy đó là tốt nhất, thì ta mới cho cái doanh nghiệp đó nhập vàng, thì nó sẽ góp phần giúp cho bình ổn cái giá đô la ngoài thị trường, chứ không gây ra cái hiện tượng mà tôi có thể dự báo tới đây là gì, khi cho nhập vàng thì sẽ lại có tin rằng là các doanh nghiệp đang phải thu gom đô la ngoài thị trường để nhập vàng, khiến cho giá đô la tỷ giá lại tăng có thể vượt trên 20, thì gần như giá vàng sẽ không thể hạ được, mặc dù thế giới có thể hạ trong đêm 10-20 đô la. Nên tôi cho rằng giá vàng trong nước nếu không có sự phối hợp đồng bộ từ những người làm chính sách thì giá vàng sẽ không hạ được. Và người chịu thiệt thòi nhất là người dân. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều về cuộc trò chuyện vừa rồi. Chuyển sang những thông tin kinh tế khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua mùng 7 tháng 10, tại thủ đô Washington DC của Mỹ, Ngân hàng Liên Việt Banh và Ngân hàng Wells Fargo của Mỹ đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó thì Liên Việt Banh và Wells Fargo cam kết hợp tác toàn diện, lâu dài, hiệu quả và cùng có lợi trên các lĩnh vực như là chi trả ngoại tệ, thanh toán quốc tế, hỗ trợ đào tạo và chia sẻ thông tin. Wells Fargo hiện là một trong ba ngân hàng lớn nhất của Mỹ với tổng số lượng tiền gửi ước tính gần 800 tỷ đô la Mỹ, tổng tài sản lên tới hơn 1.400 tỷ đô la Mỹ. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Wells Fargo sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực thanh toán quốc tế nói riêng và trong toàn bộ lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung của Liên Việt Banh, một ngân hàng mặc dù mới đi vào hoạt động được gần 3 năm, song đã có những bước phát triển nhanh nhờ chú trọng đến việc mở rộng hợp tác kinh doanh với các định chế tài chính lớn trên thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin kinh tế quốc tế và sau đây sẽ là một số tin kinh tế quốc tế chính sẽ có trong phần còn lại của chương trình. Nhật Bản thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ. ECB và BOE giữ nguyên lãi suất 1% và 0,5%. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay đã thông qua kế hoạch chi 5.050 tỷ yên, tương đương khoảng 61 tỷ đô la Mỹ của gói kích thích kinh tế mới nhằm vực dậy nền kinh tế đang trì trệ do giảm phát kéo dài và đồng yên tăng giá. Và kích thích kinh tế mới này nằm trong loạt các biện pháp khẩn cấp nhằm phục hồi nền kinh tế Nhật Bản và gói kích thích. Đây là gói kích thích lớn thứ hai sau gói kích thích trị giá 918 tỷ yên mà chính phủ Nhật Bản đã thông qua hồi cuối tháng trước. Gói kích thích kinh tế mới tập trung vào 5 lĩnh vực, gồm tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội, phục hồi kinh tế địa phương và nới lỏng quy chế. Đảng Dân Chủ Nhật Bản và Đảng Nhân Dân mới trong Liên minh cầm quyền đã nhất trí không phát hành thêm trái phiếu mới để tài trợ gói kích thích kinh tế này. Để có khoản tiền này, chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình và tìm cách thông qua ngân sách bổ sung cho tài khoá 2010 tại Quốc hội vào cuối tháng 10 này. Vấn đề được dư luận Nhật Bản quan tâm là liệu chính phủ do Đảng Dân Chủ cầm quyền có giành được sự ủng hộ của các đảng đối lập đang kiểm soát Thượng viện để dự thảo ngân sách bổ sung được thông qua trong kỳ họp Quốc hội dự kiến kéo dài đến ngày 3 tháng 12 hay không. Theo Thủ tướng Naoto Kan, gói kích thích kinh tế mới sẽ mang lại hiệu quả tương đương 21.000 tỷ yên, giúp tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Nhật Bản tăng 0,6%, giúp tạo ra hoặc bảo vệ được 450 đến 500.000 việc làm. Ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã cùng tuyên bố duy trì lãi suất ở mức thấp, lần lượt là 1% và 0,5%. Động thái này không nằm ngoài dự đoán của thị trường và nó cho thấy châu Âu đang chưa có nhu cầu cấp thiết phải nới lỏng tiền tệ như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cách đây ít hôm. Như vậy, ECB đã giữ nguyên lãi suất tháng thứ 18 liên tiếp, trong khi BOE cũng duy trì lãi suất 20 tháng liên tiếp. Bên cạnh đó, BOE còn cho biết sẽ giữ nguyên quy mô chương trình mua trái phiếu trị giá 200 tỷ bảng Anh, tương đương 317 tỷ đô la Mỹ như dự đoán chung. Trong cuộc họp báo diễn ra vào lúc 17 giờ 30 phút giờ Việt Nam, thống đốc ECB Jean-Claude Trichet cho rằng mức lãi suất của 16 quốc gia Eurozone là hợp lý bởi đúng như dự báo, nền kinh tế đang ghi nhận sự phục hồi vừa phải trong những tháng cuối năm, đủ để không phải cắt giảm lãi suất và nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ. Song mặt khác, theo ông, cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, bởi thế điều chỉnh tăng lãi suất, kiềm chế lạm phát lúc này là chưa cần thiết.
Số liệu kinh tế mới công bố phản ánh dự báo của chúng tôi là khá chính xác. Những lực đẩy quan trọng vẫn đang được duy trì giúp kinh tế châu Âu hồi phục vừa phải trong nửa cuối năm 2010. Các điều kiện tiền tệ vẫn còn thích hợp với tình hình. Tuy nhiên, những rủi ro và nguy cơ bất ổn vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Theo số liệu mới công bố, hoạt động sản xuất của Đức trong tháng 8 đã tăng trưởng mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, cùng lúc, tình hình vẫn chưa được cải thiện tại nhiều quốc gia khác trong khu vực như Ireland, Bồ Đào Nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin kinh tế quốc tế. Ba hãng hàng không British Airways, Iberia của Tây Ban Nha và American Airlines của Mỹ vừa đã chính thức thành lập liên minh xuyên Thái Bình Dương với cam kết là đưa ra giá vé rẻ hơn và nhiều lựa chọn bay hơn. Đây là dấu mốc lịch sử đối với British Airways, Iberia và American Airlines sau 14 năm chờ đợi. Giám đốc điều hành Iberia tin tưởng liên minh này sẽ giúp Madrid trở thành cửa ngõ chính sang Mỹ. Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo ba hãng nói rằng các hành khách có thể đi lại dễ dàng hơn trên hệ thống tuyến bay được kết hợp của họ. Hệ thống này có thể đưa các hành khách đến 400 địa chỉ bay ở 105 nước trên thế giới với khoảng 5.200 chuyến khởi hành mỗi ngày. Giới quan sát cho rằng liên minh hàng không này được cơ quan chức năng của châu Âu và Mỹ thông qua hồi đầu năm 2010 sẽ tạo điều kiện cho ba hãng hợp tác thương mại trên các chuyến bay giữa Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ, Na Uy, Mỹ, Mexico và Canada. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin đáng chú ý khác. Nền kinh tế Anh đang đứng trước những sức ép lớn khi chính phủ vạch ra kế hoạch cắt giảm chi tiêu mạnh tay hơn trong thời gian tới. Mục tiêu của kế hoạch lần này sẽ là nhắm tới các quỹ hưu bổng, đặc biệt trong lĩnh vực công. Bên cạnh đó, thông tin giá nhà giảm kỷ lục 3,6% trong tháng 9 cũng đưa đến những nhận định bi quan về thị trường nhà đất và báo hiệu chi tiêu của người dân đang ở mức thấp. Ở chiều ngược lại, ngành bán lẻ đón nhận những tín hiệu khả quan khi báo cáo mới nhất cho thấy doanh thu của hãng thời trang Marks & Spencer đã tiến thêm 5% trong vòng 3 tháng qua. Kết quả này làm dịu đi những lo ngại rằng các biện pháp cắt giảm ngân sách và tăng thuế của chính phủ có thể kìm hãm chi tiêu của người dân. Giám đốc điều hành mới của BP là Bob Dudley hôm qua đã ký kết bản hợp đồng đầu tiên kể từ khi đảm nhiệm cương vị này hồi đầu tháng 10. Sự kiện này đánh dấu bằng chuyến công du của ông tới Azerbaijan cùng với người tiền nhiệm của mình là Tony Hayward để ký thỏa thuận với Soka, công ty dầu mỏ thuộc sở hữu chính phủ trong việc khai thác và phát triển mỏ khí đốt ngoài khơi biển Caspian. Bản hợp đồng này được đánh giá là vũ khí quan trọng giúp củng cố vị thế hàng đầu của BP tại thị trường này.